bán champagne cho nó, mình uống rượu nó thích thì nó mua rượu đắt tiền, nó đi bạn gái hoặc nó đi với bồ nó thì nó bỏ tiền ra, còn không cảm xúc không bao giờ nó bỏ tiền ra cả. Chứ không phải mọi người chỉ nghĩ rằng cái bể bơi đơn thuần là như vậy, thì mình phải làm nó đẹp thì nó mới thích. Hoặc là ví dụ người ta tổ chức việc các buổi tối ăn tối một đôi thôi, phục vụ barbecue cho cặp đôi đấy, bắt lờ phục vụ, nhưng cái này nó không tạo ra được cái cảm xúc, nó không có cái đẳng cấp đấy. Kể cả cái khu vực xung quanh bên bể bơi nó phải có một không gian đủ để người ta ngồi chứ, đúng không? Mình ở rất nhiều khu resort, có một khu ví dụ